Xin chào tất cả các bác. Kiên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn, một đơn đua CRC giá 6,8 triệu là 6,3 triệu, và một đơn là đơn Touring Slim. Giá 6,9 triệu, thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Đua TRC và Touring Slim. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Nếu em gửi thùng hàng ấy.